Ngôi nhà của bạn khá đơn điệu với các bức tường. Bạn không có thời gian nuôi trồng cây cảnh. Hãy thử các sản phẩm trang trí hoa giả trên tường. Khi một ngày trôi qua và trở về căn nhà thân yêu, hay cuối tuần thư giãn tại nhà, chúng ta có thể nhìn ngắm các bông hoa trang trí như thật trên tường hay trên các lan can. Sản phẩm hoa giả treo tường đẹp với chi phí hạt rẻ, bạn có thể tự tay trang trí hoa cho nhà mình nhé.